Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa triệt xóa một đường dây ghi số đề quy mô lớn, mỗi tháng giao dịch trên 10 tỷ đồng. Sau một thời gian dài theo dõi, đội Cảnh sát Hình sự đã đồng loạt bắt quả tang nhiều điểm trong một đường dây đang tổ chức ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Cầm đầu đường dây này là Hồ Thị Thanh Nhi, 36 tuổi, trú tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi từ cuối năm 2020. Mỗi ngày, Nhi cùng đồng bọn sẽ đứng ra ghi số đề cho những người có nhu cầu trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của các đài miền Bắc, Đà Nẵng, Khánh Hòa để tính toán thắng thua với các con bạc. Để qua mắt lực lượng công an, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm ghi số đề và thường chọn những nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Bước đầu, đội cảnh sát hình sự làm rõ, mỗi ngày đường dây này ghi số đề cho các con bạc từ 300 đến 400 triệu đồng. Trung bình mỗi tháng, số tiền giao dịch ghi số đề trên 10 tỷ đồng. Hiện công an thành phố Buôn Ma Thuột đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng và đang củng cố hồ sơ để xử lý 8 đối tượng khác. Đồng thời, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột cũng kêu gọi những đối tượng trong đường dây này đã bỏ trốn cần sớm đến công an thành phố Buôn Ma Thuột để trình diện khai báo để hưởng được sự khoan hồng của pháp luật. Điện thoại di động. Người tham gia đánh bạc nhiều gồm như thế nào?